Chế những tình huống ném biên không khác gì những quả tạt vào trong. Những đội bạn đã có bàn thắng với một tình huống ném biên như vậy, và người ghi bàn là số 4 Chris Nanda. Bàn thắng đến ở phút thứ 10 của trận đấu, và chúng ta thấy được U22 Indonesia